Mình là Kiên và xin chào các bạn đã quay trở lại kênh YouTube của mình. Thì hôm nay chúng ta sẽ nói về các lý do mà khiến một mùi hương nước hoa thay đổi. Và những kênh YouTube ở Việt Nam mà mình theo dõi review về nước hoa mà mình muốn chia sẻ với các bạn, để các bạn có thêm những cái kênh và những cái luồng thông tin mới để các bạn có thể đưa ra quyết định trước khi mua một chai nước hoa nào đó. Vậy chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu hai vấn đề đó nha. Đã bao giờ các bạn hỏi lý do vì sao mà chai nước hoa lại thay đổi mùi hương chưa? Thì hôm nay mình sẽ trên cái kinh nghiệm cá nhân của mình và mình tham khảo những người khác và những nguồn thông tin khác, thì mình sẽ nói cho bạn những lý do mà khiến một mùi hương nước hoa thay đổi. Đầu tiên đó là về cảm xúc cá nhân. Thì sẽ có khá nhiều bạn thắc mắc là cảm xúc cá nhân thì liên quan đếch gì đến cái mùi hương của nước hoa thay đổi. Nhưng mà thực sự thì nó liên quan rất nhiều, ảnh hưởng rất lớn luôn. Tại vì mỗi một chai nước hoa nó như là một tác phẩm nghệ thuật vậy. Nó như những bài hát, những cái câu chuyện mà khi các bạn nghe vào những cái lúc khác nhau thì nó sẽ mang lại những cảm xúc và những cái nhận thức khác nhau. Và nước hoa cũng vậy. Nếu như bạn khỏe, nếu như bạn vui vẻ thì các bạn sẽ ngửi mùi hương nó chuẩn hơn, nó rõ ràng hơn với những lúc mà bạn mệt mỏi, các bạn stress. Nếu như không tin thì các bạn hãy cứ thử đi. Đó cũng là cái lý do mà tại sao khi mình mua một chai nước hoa hay là mình ngửi thử một chai nước hoa nào đó thì mình phải ngửi vào nhiều dịp khác nhau để mình mới quyết định là có nên mua hay là nên đánh giá về chai nước hoa đó hay không. Đó là cái lý do đầu tiên. Cái lý do số 2 mà mình muốn nói tới đó là cái việc thay đổi công thức. Thì cái vấn đề này nó đến từ nhà sản xuất chứ không phải đến từ cá nhân của người sử dụng. Thì như các bạn đã biết, thế giới mùi hương này nó đã phát triển và tồn tại rất là lâu rồi. Và cái thế giới mùi hương này nó cũng như là một cái phần thu nhỏ của xã hội hiện nay vậy. Thì mỗi sân chơi nó đều có những cái đạo luật riêng. Và để cân bằng, để bảo vệ cái sự cân bằng của thiên nhiên và bảo vệ sức khỏe của người sử dụng thì đã có những cái nguyên liệu bị cấm. Mặc dù là trước đây thì có thể là không bị, nhưng mà bây giờ thì họ đã nghiên cứu, họ phát triển và họ tham khảo thì họ thấy rằng nó ảnh hưởng đến người sử dụng, đến cái sự cân bằng của thiên nhiên nếu như khai thác quá mức, như kiểu là xạ hương, như kiểu là rêu sồi, như kiểu là các chất dây kích thích da gây dị ứng, mặc dù cho những cái thành phần rất nhỏ của người sử dụng nhưng mà nó vẫn sẽ bị cấm một phần nào đó. Và có một cái lý do nữa đó là những người đứng đầu của một hãng hoặc là những người sáng chế ra mùi hương, họ muốn bắt kịp cái xu hướng hiện nay, họ muốn tiết kiệm hơn về cái chi phí nên là họ đã phải thay đổi mùi hương để cho nó phù hợp. Và đó là lý do số 2. Cái yếu tố thứ 3 đó là về chất lượng nguyên liệu. Nghe đến đây thì các bạn cũng sẽ giống mình hồi đầu, đó là chất lượng nguyên liệu tưởng là sẽ có đặt chuẩn mức nhất định thì họ mới nhập vào chứ. Nếu mà không đặt chuẩn làm sao mà nó mà người ta lại nhập vào, đúng không? Nhưng mà đến bây giờ thì mình nghĩ rằng có những cái nguyên liệu mà đạt gần chuẩn nhưng mà để tiết kiệm chi phí thì họ sẵn sàng nhập vào và họ để sản xuất ra. Chính vì thế nó sẽ ảnh hưởng đến cái mùi hương của một chai nước hoa. Đặc biệt là gần đây mình có nghe một sản phẩm, đó chính là sản phẩm Marmoge của nhà Chanel. Họ đã có những cái lô hàng mà họ khách hàng mua tại store chính hãng nhưng mà mùi hương cho đến độ bám tỏa nó thực sự rất là kém. Mình nghĩ cái vấn đề này là do chất lượng của nguyên liệu. Và ngoài cái chất lượng kém, chất lượng gần đạt chuẩn đó thì còn có một cái yếu tố nữa, đó là chất lượng tốt và chất lượng rất tốt. Chất lượng của nguyên liệu tốt và chất lượng của nguyên liệu rất tốt thì khi các bạn điều chế và các bạn chiết xuất ra thì cái tinh dầu của cái nguyên liệu này nó cũng sẽ khác nhau. Như kiểu là cái hoa lavender chẳng hạn, các bạn thu hoạch vào những mùa khác nhau, các bạn thu hoạch, cách thu hoạch khác nhau, cách điều chế khác nhau, mặc dù nó vẫn ra tinh dầu như thế nhưng mà chắc chắn là mùi hương nó sẽ khác nhau. Cái lý do thứ tư mà mình muốn nói ở đây đó là cái vấn đề về pha chế. Thì cái vấn đề về pha chế này nó sẽ ảnh hưởng nhiều tới những nhà nước hoa mà sản xuất theo kiểu thủ công, truyền từ đời này qua đời khác. Còn nếu những nhà nước hoa mà sản xuất theo cái công nghệ, theo cái dây chuyền máy móc thì cái độ sai số, cái độ sai giữa cái tỷ số giữa cái nguyên liệu này với nguyên liệu khác thì nó sẽ ít. Nhưng với những nhà pha chế thủ công, pha chế bằng tay thì các bạn biết rồi, con người không thể nào chuẩn bằng máy móc được. Có thể hơi quá tay một chút thôi thì nó cũng sẽ làm mùi hương thay đổi đi phần nào. Và đặc biệt cái vấn đề này thì chúng ta phải nhắc tới một nhà nước hoa rất nổi tiếng, đó là nhà nước hoa Creed, và đặc biệt là chai nước hoa Aventus. Đó là chai nước hoa mà đã có rất nhiều lùm xùm, nào là nguyên liệu năm mùa này kém, nguyên liệu của phiên bản kia kém, nào là pha chế đều tay nhiều khói hơn, nhiều dứa hơn và rất nhiều. Và mình thấy rằng những cái nhà nước hoa mà pha chế thủ công thì những cái lô hàng khác nhau nó cũng mang tới những cái mùi hương khác nhau. Cái vấn đề số 5 mà mình muốn nói tới đó là về cái cách thức bảo quản nước hoa. Cái này thì nó đến từ người sử dụng nên các bạn để ý một chút nha. Nếu như các bạn bảo quản không đúng cách
thì chai nước hoa nó sẽ thay đổi mùi hương mà các bạn có thể nhận thấy ngay. Ví dụ các bạn vứt một chai nước hoa ra cửa sổ này, ra nơi có nhiều độ ẩm như kiểu là trong phòng tắm ấy, thì khoảng một thời gian khoảng tầm 6 tháng đến tầm 1 năm thì các bạn thấy mùi hương nó thay đổi một cách rõ ràng luôn. Và cái lý do và cái cách thức bảo quản thì mình đã có một cái video rồi, mình cũng đã để ở phía dưới nha, để các bạn tham khảo. Thì trong mục này còn có một cái phần nhỏ nữa, đó là nếu như một chai nước hoa để quá lâu, khoảng tầm 5 năm, 10 năm thì mùi hương của nó cũng sẽ thay đổi với ban đầu. Nhưng mà nhiều người đánh giá rằng để càng lâu thì nó càng ngon, như kiểu rượu vậy. Mình thì chưa được có chai nước hoa nào để lâu đến như vậy. Và cái việc để lâu thì nó sẽ làm cho các phân tử, các nguyên liệu trong chai nước hoa phản ứng hóa học với nhau và nó sẽ tạo ra mùi hương khác đi. Và cái lý do cuối cùng đó chính là những cái yếu tố khác từ bên ngoài, như kiểu là nhiệt độ, như kiểu là cách xịt, như kiểu là sắc tố da của bạn, vân vân và vân vân, cũng sẽ làm thay đổi mùi hương. Và nếu như một hoặc nhiều các lý do này tập hợp đủ trong một chai nước hoa thì nó sẽ làm một chai nước hoa thay đổi mùi hương. Và nếu như các bạn mua một chai nước hoa đã quá lâu rồi và khi các bạn mua chai mới mà các bạn thấy mùi hương nó không giống với cái chai cũ của bạn, thì các bạn có thể tham khảo thêm những cái vấn đề này để có thể biết những cái lý do mà khiến một mùi hương thay đổi nha. Phần thứ hai trong video này mình muốn nói tới đó là những cái kênh YouTube làm về review về nước hoa ở Việt Nam mà các bạn có thể tham khảo. Và trước khi mình đưa những cái tên của những cái kênh này lên thì mình cũng đều đã xin phép chủ kênh để có thể đưa lên trên YouTube này rồi, các bạn có thể yên tâm để tham khảo nha. Đầu tiên đó chính là kênh YouTube về phong cách nam. Thì đây là một cái kênh nói về cái phong cách của một người đàn ông, hướng dẫn bạn làm sao để trở thành một người đàn ông lịch lãm nhất. Và trang này còn có review nước hoa nữa. Và đặc biệt cái điều mình thích ở cái kênh YouTube này đó là anh ở kênh này thì anh chủ kênh này anh ấy review chủ yếu là những chai nước hoa mới ra mắt trên thị trường, đặc biệt là những chai về của như kiểu của Jeremy ấy. Đó thì mình cũng có thấy xuất hiện ở trên kênh của anh này. Thì nếu như những bạn nào mà thấy kênh của mình không đủ những cái chai nước hoa mới mà các bạn tò mò thì các bạn có thể theo dõi kênh của anh ấy. Và anh ấy cũng chia sẻ khá nhiều kinh nghiệm về nước hoa và mình thấy rằng nó cũng khá là bổ ích và các bạn có thể theo dõi thêm. Cái kênh số 2 đó chính là Nice Fragrance Lip. Thì cái kênh này là chủ kênh là một anh người Sài Gòn có biệt danh là Phoenix Hunter. Thì cái kênh này anh ấy hướng tới những cái dòng nước hoa cao cấp, dòng nước hoa Nice. Và đặc biệt rằng anh ấy kênh này có những cái review những chai nước hoa rất là đắt tiền, đặc biệt là cái chai Roha Do có giá khoảng tầm hơn 80 triệu đồng. Và ấy, nếu như bạn nào mà đã gọi là chơi trong cái thế giới mùi hương này lâu rồi mà muốn tìm hiểu những cái chai nước hoa đắt đỏ, những cái mùi hương của nó ra sao, thì các bạn có thể tham khảo ở kênh này để có thể biết và đánh giá được một chai nước hoa đó có đáng tiền, có đáng mua hay không. Cái kênh số 3 là kênh của một bạn nữ ở trong miền Nam. Thì mình thấy rằng cái làm review nước hoa này thì chủ yếu là các bạn nam và đặc biệt là những bạn bán hàng thì sẽ làm review. Nhưng mà đây là một cái kênh của một bạn nữ và đặc biệt là mình rất ấn tượng với cái nguồn kiến thức, với cái review cảm nhận cá nhân của bạn ấy rất là chân thật. Bạn ấy sẵn sàng chỉ ra những điểm mạnh, những cái điểm yếu của một chai nước hoa và phân tích là có nên mua hay không. Đó. Và chủ yếu là kênh này sẽ là kênh review nước hoa của nữ, nên là các bạn có thể tham khảo thêm. Và tên của kênh đó chính là Thích Thơm. Và cuối cùng đó là một kênh YouTube mà mình đã theo dõi ngay từ những ngày đầu mà anh ấy thành lập, đó chính là kênh YouTube Nước Hoa Bình Loạn. Thì cái chủ kênh là anh Đình Quang, mình thấy Facebook ad là như vậy. Và mình cũng đã gặp anh ấy khá nhiều lần ở bên ngoài rồi. Anh này thì cũng khá là có tuổi, nhưng mà đúng với tính chất là rừng càng già càng cay ấy, thì thực sự là anh ấy có cái kinh nghiệm về nước hoa khá là nhiều và mình cũng học hỏi của anh ấy rất là nhiều. Và cái kênh của anh ấy thì hướng tới những cái chai nước hoa rẻ tiền, hay và độc, mà chứ không đi theo cái xu hướng của hiện nay, đó là những cái chai nước hoa hot trên thị trường. Cái kênh của anh ấy làm thì chia sẻ rất nhiều kinh nghiệm, nói về rất nhiều mặt của một chai nước hoa và nói về rất nhiều những cái cá nhân mà anh ấy cảm nhận được khi anh chơi nước hoa rất nhiều năm. Đó là cái kênh mà mình đã theo dõi từ rất lâu rồi và mình cũng rất là thích. Và các bạn có thể tham khảo thêm ở kênh này. Và anh ấy là một người miền Bắc. Video đến đây là kết thúc rồi.
Và video đã tập hợp những cái lý do và khiến một mùi hương thay đổi theo cái cảm nhận cá nhân của mình, theo cái kinh nghiệm cá nhân của mình. Và nếu như bạn nào thấy thiếu sót, thấy sai ở đâu thì các bạn hãy comment ở bên dưới, thì mình xin phép được học hỏi kinh nghiệm. Và đó là cũng là 4 kênh YouTube ở trong video này mình nói mà mình đã tham khảo và mình đã theo dõi từ rất lâu rồi. Và các bạn có thể tham khảo thêm từ những kênh này để có thể có những luồng thông tin, có những cái cảm nhận đánh giá một cách khách quan nhất trước khi đưa ra cái quyết định mua một chai nước hoa ở đó. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.